bao giờ bạn tự hỏi rằng liệu con đường bạn đang đi có thật sự phù hợp với bạn hay chưa? 7 năm trước, sau khi hoàn thành năm nhất theo chương trình cũ tại trường Đại học Y Hà Nội, mình cũng từng loay hoay với những câu hỏi tương tự. Dường như trong mình luôn tồn tại hai con người, một mặt là sự ngưỡng mộ và tò mò về những tri thức của y học, mặt khác là yêu thích những thứ liên quan tới nghệ thuật, hệt như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ chạm được tới nhau. Vì vậy, trong mình luôn là sự đấu tranh giữa những câu hỏi, giả như mình có thể làm thế này, nếu như mình làm thế kia thì sao? Kết quả là năm 18 tuổi, mình đã một mình lên chuyến bay đầu tiên trong đời để tham gia một cuộc thi âm nhạc. Chuyến bay đưa mình tới Seoul. Dù rằng mình đã may mắn thành công trong cuộc thi đó, thì sau đó là cả một hành trình đấu tranh với gia đình để được bảo lưu và được thử sức với những gì mình mong muốn trong vòng 2 năm. Nhưng rồi bạn biết không, ngay cả khi đó là thứ con tim mình đã thôi thúc mình làm, câu hỏi ấy một lần nữa lại xuất hiện. Đâu mới là thứ mình thực sự mong muốn? Và rồi mình tự hỏi, liệu hai đường thẳng song song ấy có cùng nhau tồn tại và phát triển được không? Thời điểm quay trở lại trường đại học chính là lúc chương trình y khoa được đổi mới, mình phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Sau những trải nghiệm đó, mình chợt nhận ra hạnh phúc đến từ phải biết đủ và chấp nhận những lựa chọn của bản thân, và rằng đam mê và công việc không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau, chúng cùng tồn tại, bổ trợ cho nhau để tạo nên sự hoàn thiện và dấu ấn riêng của mỗi người. Đến với hành trình sinh viên của năm, không chỉ để dành cho chính bản thân mình một cơ hội được khám phá và hoàn thiện những khía cạnh khác nhau của bản thân, mà mình còn mong muốn được chia sẻ tinh thần dám đam mê, dám thử thách, dám ý, dám làm cho các bạn sinh viên đi Hà Nội. Mình luôn tin rằng cuộc sống là chuỗi của những sự lựa chọn, và hạnh phúc chính là điều để được ưu tiên nhất trong những lựa chọn này. Nếu bạn còn băn khoăn về con người yêu nghệ thuật của mình sau khi mình đi học trở lại ấy à, sau cùng thì ở đâu đó hai chúng mình đã tìm thấy một điểm chung, và mình hoàn toàn hạnh phúc với những gì mình đang có hiện tại. Mình một sinh viên đi làm nghệ thuật